Đường Tăng của Tây Du Ký, Người Sống Vinh Hoa, Người Hát Dòng Mưu Sinh. Nhân vật Đường Tăng của bộ phim truyền hình nổi tiếng Tây Du Ký có tới 3 diễn viên thủ vai, cuộc sống của 3 diễn viên cũng khác nhau sau vai diễn đình đám này. Tây Du Ký là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó, 4 nhân vật chính của phim trở thành thần tượng của các khán giả thế hệ 8X và 9X. Nhân vật Đường Tăng, một trong những nhân vật chính của phim, do 3 nam diễn viên gồm Trì Trọng Thụy, Uông Việt và Từ Thiếu Hoa thể hiện, trong đó, Trì Trọng Thụy là người thể hiện vai diễn này dài hơi nhất, cuộc sống của 3 nam diễn viên sau vai diễn đình đám này cũng phát triển theo những hướng khác nhau. Uông Việt, sinh năm 1955, là diễn viên vinh dự được thủ vai Đường Tăng đầu tiên trong bộ phim Tây Du Ký do cố đạo diễn Dương Khiết chỉ đạo. Năm 1982, cố đạo diễn Dương Khiết đến trường, thực hiện tuyển chọn diễn viên và phát hiện ra ông. Dương Khiết khen ngợi Uông Việt có ngoại hình tuấn tú nhưng không ủy mị, rất hợp với nhân vật Đường Tăng mà bà tìm kiếm. Cố đạo diễn nổi tiếng yêu cầu Uông Việt lên sống tại chùa để có thể nhập vai tốt hơn. Uông Việt rất hào hứng, lập tức cạo đầu và suốt ngày mặc tăng y của Đường Tăng. Trong Tây Du Ký, năm 1986, Uông Việt đảm nhiệm vai Đường Tăng trong 4 tập, trong đó có một tập phim quay thử. Hình tượng nhân vật Đường Tăng của Uông Việt được khán giả nhận xét tròn trịa, ngoại hình và diễn xuất đều ấn tượng. Giải thích lý do sớm chia tay với đoàn phim Tây Du Ký, Uông Việt cho biết ông muốn trở thành diễn viên điện ảnh chứ không phải diễn viên truyền hình. Sau 3 tập phim, ông chia tay với vai diễn nổi tiếng này trong sự tiếc nuối của đạo diễn Dương Khiết. Trong buổi gặp gỡ đoàn phim Tây Du Ký sau này, Uông Việt có tham dự và thổ lộ. Khi trở về thành phố, ông có nhiều cơ hội phát huy diễn xuất qua các vai diễn khác nhau. Đáng tiếc, những vai diễn điện ảnh của ông không quá nổi bật, không đủ sức nặng để gây ấn tượng với khán giả. Trong trí nhớ của người hâm mộ, Đường Tăng vẫn là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông. Uông Việt chính thức chia tay sự nghiệp đóng phim từ năm 2004 và được phong hàm giáo sư, phó giáo sư tại khoa đạo diễn của Học viện Sân khấu Trung Quốc. Bên cạnh công việc giảng dạy, ông cũng tham gia sáng tác kịch bản cho nhiều bộ phim truyền hình. Từ Thiếu Hoa vốn là diễn viên kịch nói Sơn Đông Trung Quốc. Ông từng được cố đạo diễn Dương Khiết nhắm cho vai Đông Hải Long Vương Ngao Quảng và dự kiến là Bạch Long Mã của Tây Du Ký. Tuy nhiên, sau khi Uông Việt bỏ vai Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa được đạo diễn Dương Khiết chọn vào vai Đường Tăng. Từ Thiếu Hoa được khen là nhân vật Đường Tam Tạng thư sinh và điển trai nhất trong bộ 3 diễn viên được chọn vào vai này. Ông cũng chính là vị sư phụ chiếm được cảm tình của người xem nhất. Thời gian nhận vai, Từ Thiếu Hoa khá gầy gò nên phải cấp tốc tăng cân để phù hợp với tạo hình nhân vật. Ông phải tăng 20kg chỉ trong vòng 1 tháng. Từ Thiếu Hoa thủ vai Đường Tăng trong 8 tập phim. Năm 1985, vì muốn tiếp tục học tập nâng cao lên đại học nên ông đành chia tay đoàn phim. Năm 1998, khi nữ đạo diễn Dương Khiết thực hiện phần 2 của Tây Du Ký, Từ Thiếu Hoa trở lại với hình ảnh Đường Tăng, đóng 8 tập đầu trong số 16 tập được làm thêm. Theo truyền thông, nguyên nhân chính khiến Từ Thiếu Hoa bỏ vai là vì không hài lòng với mức cát xê mà đạo diễn Dương Khiết dành cho mình. Khi Từ Thiếu Hoa rút lui khỏi đoàn phim, vai diễn này được giao cho Trì Trọng Thụy. Vì mâu thuẫn cát xê, Từ Thiếu Hoa không giữ liên lạc với đoàn phim và vắng mặt trong hầu hết các cuộc gặp mặt của đoàn phim Tây Du Ký. Mãi tới năm 2018, một năm sau khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, Từ Thiếu Hoa mới tái hợp với dàn sao Tây Du Ký. Ông chủ động nói chuyện với các đồng nghiệp xưa, hóa giải những bất hòa trong quá khứ. Ngoài Tây Du Ký, Từ Thiếu Hoa cũng tham gia nhiều tác phẩm khác như Đường Huyền Trang, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Bố Y Khổng Tử. Song, trong cả sự nghiệp diễn xuất của mình, Từ Thiếu Hoa chỉ nổi tiếng với vai diễn Đường Tăng. Trong số các diễn viên của Tây Du Ký, Từ Thiếu Hoa là ngôi sao có con đường học vấn đáng ngưỡng mộ khi sở hữu tới 2 tấm bằng đại học. Ông từng là phó viện trưởng kiêm giám đốc nghệ thuật Viện Kịch Nói Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 1988, ông vinh dự được nhận danh hiệu diễn viên hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi kinh tế gia đình sa sút, ông quay trở lại nghề diễn. Từ Thiếu Hoa kiếm sống bằng việc tái hiện hình ảnh nhân vật Đường Tăng và thể hiện ca khúc nổi tiếng của bộ phim Nữ Nhi Tình. Ngôi sao 63 tuổi thường xuyên hóa trang thành nhân vật Đường Tăng để đi hát kiếm tiền tại các sự kiện nhỏ lẻ, các buổi hội chợ hay đám cưới. Vẻ thư sinh của Đường Tăng đẹp trai nhất đoàn phim Tây Du Ký cũng không còn do ảnh hưởng của tuổi tác và cân nặng. Từ Thiếu Hoa kết hôn với đạo diễn kịch nổi tiếng Trung Quốc Dương Côn, hai người từng là bạn học đại học, kết hôn vào năm 1983 và có một cô con gái chung. Nói về cuộc sống hiện tại chưa bằng bạn bằng bè, Từ Thiếu Hoa tâm sự, cuộc đời này chuyện gì cũng là hư ảo. Được cũng vui mà thất bại cũng không nản, nếu cả đời chỉ gặp thành công không thất bại thì thật đáng tiếc, thất bại không có thành công cũng để lại đau xót, niềm vui trong cuộc sống này là việc ta nỗ lực vượt qua mọi thử thách. Trì Trọng Thụy sinh ra trong gia đình năm đời theo nghiệp kinh kịch ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông trở thành diễn viên sau khi tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 1984, ông nhận vai Đường Tăng trong Tây Du Ký và nổi tiếng từ đó.
Ông cũng là diễn viên gắn bó với vai diễn Đường Tăng lâu nhất trong số 3 diễn viên thủ vai này của bộ phim. Trì Trọng Thụy không gắn bó với nghiệp diễn lâu dài bởi sau khi lập gia đình, ông quyết định tạm xa làng giải trí, trở thành một doanh nhân và làm cánh tay phải trong công việc kinh doanh của bà xã. Trì Trọng Thụy kết hôn với nữ doanh nhân, tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa vào năm 1990. Nam diễn viên kém vợ 11 tuổi và giải nghệ ngay sau khi kết hôn. Điều này từng mang lại nhiều điều tiếng cho Trì Trọng Thụy. Bà Trần Lệ Hoa được biết tới là một trong những người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Giới truyền thông Trung Quốc gọi bà là nữ vương bất động sản. Năm 2020, tạp chí New Fortune Fortune công bố danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc và nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa xuất hiện ở vị trí thứ 57. Bà là một trong những tỷ phú cao tuổi nhất trong danh sách này và sở hữu khối tài sản hơn 5,6 tỷ USD nhờ kinh doanh bất động sản, nội thất gỗ, theo di chúc của nữ đại gia Trần Lệ Hoa, chồng bà sẽ được thừa kế số tiền khổng lồ. Nữ doanh nhân 77 tuổi quyết định để lại cho ba người con chung với chồng đầu mỗi người một khoản thừa kế khoảng 10 tỷ USD, hơn 34.000 tỷ đồng, 4/5 số tài sản còn lại, bà dành cho người bạn đời Trì Trọng Thụy. Trong số tài sản này có bảo tàng gỗ đàn hương quý giá mà ông chăm chút nhiều năm qua. Theo Sohu, số tài sản Đường Tăng Trì Trọng Thụy được hưởng từ vợ ước tính 4 tỷ USD. Từ khi di chúc của nữ doanh nhân này được công bố, nhiều người mỉa mai Trì Trọng Thụy. Họ cho rằng ông sống dựa dẫm vào người vợ giàu có. Tuy nhiên, nam diễn viên không quá bận tâm đến những bình luận. Trì Trọng Thụy khẳng định, tôi không thích bị nói như vậy. Tôi sẽ hành động để chứng minh mọi thứ không giống vậy. Con người ai cũng già đi và tôi cũng vậy. Già rồi, rời xa cuộc sống này, tôi sẽ để lại tất cả tài sản cho thế gian. Sau 30 năm chung sống, không có con chung, hai vợ chồng nam nghệ sĩ vẫn rất hạnh phúc bởi sự trân trọng, thấu hiểu họ dành cho nhau. Hiện, do tuổi cao, công việc kinh doanh của bà Lệ Hoa được giao cho những người con quản lý. Bà và người bạn đời Trì Trọng Thụy cùng tận hưởng niềm vui tuổi già. Gần đây, Trì Trọng Thụy gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình livestream bán hàng. Ông giới thiệu một chuỗi tràng hạt bằng gỗ quý. Bên dưới phần livestream này, nhiều khán giả đã để lại những bình luận mỉa mai, cho rằng nam diễn viên kỳ cựu ham tiền, chạy theo xu hướng bán hàng online dù sở hữu khối tài sản tỷ USD. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!